Trước khi có thung lũng Silicon, ta có về trao semiconductor tương tự, Texas Instruments là một trong những công ty tiên phong đặt nền móng cho ngành công nghiệp chip. Dù là NVDA, công ty quan trọng nhất hành tinh hiện nay, AMD với sự trở lại đầy ấn tượng, hay TSMC, ông vua già cùng chip, và thậm chí gần 90% các công ty sản xuất chip lớn trên thế giới tất cả đều có mối liên hệ sâu xa với Fairchild và Texas In German. Hai công ty này được ví như cây bồ công anh, chỉ cần một làn gió nhẹ, hạt giống của ngành chip đã lan tỏa khắp thế giới. Hôm nay, tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về hai trường quân sự hoàng phố trong ngành chip, Fairchild và Texas In German. Năm 1946, Đại học Pennsylvania lắp ráp thành công chiếc máy tính đầu tiên trên thế giới mang tên ENIAC. Nó lớn bằng một phòng tổng thống, tiêu thụ điện khủng khiếp. Người ta kể rằng mỗi lần nó khởi động, nửa dân số Philadelphia đều biết vì đèn trong nhà họ đồng loạt mở đi. Nguyên nhân khiến nó lớn và hao điện như vậy là do các linh kiện bên trong là đèn chân không, hơi dòng bóng đèn, nhiều 18.000 bóng đèn chân không vào trong, làm sao mà không lớn được. Năm 1947, một nhóm ba người tại phòng thí nghiệm Bell chế tạo thành công trên transistor germanium với chức năng không thua kém đèn chân không lại nhỏ gọn và hiệu suất cao hơn nhiều trong hai ba năm tiếp theo trưởng nhóm nguyên niêm sóc ly tiếp tục cải tiến nó nhiều lần Đến năm 1954, máy tính đầu tiên được làm từ transistor mang tên Chadwick ra đời. Tốc độ của nó vượt xa Inet, Kích thước thì thu nhỏ từ phòng tổng thống thành cỡ tủ quần áo và mức tiêu thụ điện chỉ bằng một phần 1 phần 1.500 của Inet. Năm 1956, nhóm ba người của Shockley nhận giải Nobel vật lý. Ông được mệnh danh là cha đẻ của transistor. Nhưng vào thời điểm này, Shockley đã không còn là thầy giáo Shockley mà trở thành ông chủ Shockley. Một năm trước khi nhận giải, ông trở về quê nhà Santa Clara ra để khởi nghiệp. Với danh tiếng của một nhà khoa học tầm cỡ Nobel, việc tuyển dụng nhân tài không khác gì mời nhà công biểu diễn cùng Châu Kiệt Luân, đơn giản là quá dễ dàng. Trong đó, nổi bật nhất là nhóm 8 người dẫn đầu bởi Giá Bất No Si, Sóc Ly gọi họ là 8 kẻ phản bội. Tuy nhiên, tám kẻ phản bội không phải vì được khen ngợi có tinh thần nổi loạn, mà là thực sự họ đã phản bội ông để ra đi khởi nghiệp. Vấn đề chính nằm ở Sóc Ly. Là một nhà khoa học, ông không có gì để chê, nhưng với tư cách một doanh nhân, ông lại không đủ năng lực, ông không hiểu cách quản lý. Và người ta kể rằng mỗi khi phòng thí nghiệm gặp vấn đề gì, ông đều bắt nhân viên sử dụng máy phát hiện nói dối để kiểm tra ai đang nói dối. Tính cách của ông cực kỳ chuyên quyền, cố chấp và thất thường. Tháng 10 năm 1957, tám kẻ phản bội rời khỏi Shockley Semiconductor và thành lập công ty Fairchild Semiconductor. Tên Fairchild là cách dịch ý từ tên của nhà đầu tư của họ, Phê Fairchild. Năm thứ hai sau khi thành lập năm 1958, Fairchild đã phát triển thành công trên sheet tờ làm từ silicon. Silicon không chỉ ổn định hơn germanium mà còn rất rẻ, trong cát cũng có silicon. Fairchild trở thành công ty đầu tiên thương mại hóa trên sheet tờ silicon. Khu vực Santa Clara ra từ đó dần được gọi bằng cái tên mới, Silicon Valley thung lũng silicon. Chỉ trong 3 năm, doanh thu hàng năm của Fechao đã vượt qua 20 triệu đô la Mỹ từ năm 1960 đến năm 1965, doanh số bán hàng của công ty tăng gấp đôi mỗi năm, tạo ra sức ép cạnh tranh lớn với gã khổng lồ xanh IBM. Tuy nhiên, nhà đầu tư Sermon Fechao không ngồi yên ông thu hồi cổ phần của tám kẻ phản bội và nhiều lần can thiệp mạnh mẽ vào đội ngũ quản lý với lý do phê trao là của tôi tôi muốn làm chủ những hành động này khiến cả nhóm mất niềm tin và lần lượt rời khỏi phê trao để tìm hướng đi mới sau đó phê trao nhanh chóng lâm vào tình trạng tụt hậu về công nghệ và suy giảm về sản phẩm trở thành một công ty già cối Năm 1979, trao được bán cho công ty dầu mỏ Schlumberger của Pháp với giá 425 triệu đô la Mỹ. Trong hơn 40 năm sau đó, Cho tiếp tục bị mua đi bán lại 3-4 lần. Tuy nhiên, những người rời khỏi Fetrau đã gặt hái được thành công rực rỡ. Trong 8 kẻ phản bội, chê Lạt và giá Bất Nossi đã đồng sáng lập Teledai, một công ty thiết bị thử nghiệm, Diu Chin Liner thành lập Liner Perkin, một quỹ đầu tư mạo hiểm, Gordon Mu, giá Bất Nossi và Enzio Gozo cùng nhau sáng lập Inten, trong khi Che Sender, trưởng bộ phận bán hàng cũ của phê thành lập AMD. Trong một hội nghị tại Silicon Valley vào năm 1969, trong số hơn 410 tham dự, chỉ có 24 người chưa từng làm việc tại phê trao, ngoài việc trực tiếp khởi nghiệp, phê trao cũng gián tiếp ảnh hưởng đến các doanh nhân khác, city các tầng là phen cuồng của gia bất no si. Khi Apple mới thành lập, các thường chạy xe máy đến nhà Nossi để học hỏi kinh nghiệm và không ngần ngại gọi điện vào ban đêm để xin lời khuyên. Nhà đầu tư đầu tiên của Apple cũng là một cựu nhân viên phê trao. Ngoài ra, những công ty nổi tiếng tại Silicon Valley như IntegraZam, Palantir, WhatsApp và Pixar đều từng nhận được sự hỗ trợ từ các thành viên của 8 kẻ phản bội. Theo thống kê, có hơn 2.000 công ty đã nhận được sự hỗ trợ từ 8 kẻ phản bội. Một trường quân sự hoàng phố khác trong ngành chip là Texas Instruments, khác với phê trao. TI được thành lập từ năm 1930 tại tích sự ban đầu, TI không hề liên quan đến ngành chip. Công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác dầu mỏ và trong thế chiến hay còn sản xuất vũ khí. Mai đến năm 1951, TI mới tái cơ cấu kinh doanh và chuyển sang lĩnh vực điện tử. Đến năm sau, TI chi 25.000 đô la Mỹ để mua bản quyền sản xuất trên từ công ty mẹ của Bell Labs, chính thức bước vào sân khấu ngành chip. Sau đó, Gordon Tiêu, một nhà nghiên cứu của Bell Labs, rời Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và trở về quê hương tích sự để gia nhập TI với vai trò giám đốc nghiên cứu. Năm 1954, ông chế tạo thành công trên Sister Silicon đầu tiên có thể thương mại hóa, giúp TI trở thành công ty duy nhất vào thời điểm đó có khả năng sản xuất hàng loạt trên Sister Silicon, sớm hơn phê cho 4 năm. Tuy nhiên, vì công nghệ sản xuất chưa hoàn thiện, trên Sister Silicon lúc này vẫn đắt hơn trên Sister Germanium. Đến năm 1958, phê cho cải tiến quy trình sản xuất, giúp chen silicon trở nên khả thi về mặt thương mại, TI tuy đi trước, nhưng lại tụt lại sau trong việc phổ biến silicon. Tuy nhiên, cũng trong năm đó, một nhà khoa học khác của TI, Gakin B, đã chế tạo thành công mạch tích hợp đầu tiên trên thế giới, một bước đột phá khi tích hợp nhiều chen lên một tấm bảng. Tháng 2 năm 1959, TI được cấp bằng sáng chế cho mạch tích hợp, cùng thời điểm đó, phê trao cũng phát triển mạch tích hợp, nhưng nộp đơn xin cấp bằng sáng chế muộn hơn TI một chút. Hai công ty đã có nhiều cuộc tranh chấp pháp lý liên quan đến bằng sáng chế này. Với khả năng sản xuất mạch tích hợp, Ti bước vào thời kỳ đại phát minh, chiếc máy thu thanh sử dụng trên đầu tiên trên thế giới, máy tính cầm tay đầu tiên và bộ tổng hợp giọng nói trên chip đầu tiên đều được phát triển bởi Ti. Ngày nay, CPU máy tính chủ yếu do Intel và AMD thống trị, nhưng CPU đầu tiên trên thế giới lại là sản phẩm của Ti. Ti cũng từng là bá chủ trong lĩnh vực chip truyền thông di động, trước khi bị quan tâm vượt mặt. Hiện nay, TI vẫn là một trong 10 công ty chip lớn nhất thế giới, với vốn hóa thị trường khoảng 150 tỷ đô la Mỹ. Lĩnh vực chủ chốt của TI bao gồm chip tương tự và bộ xử lý nhúng, vẫn giữ vị trí dẫn đầu toàn cầu, tương tự như cách phê trao từng là biểu tượng của ngành chip trong lịch sử. Trong nhiều thập kỷ, Texas Instruments cũng đã đào tạo và cung cấp rất nhiều nhân tài cho ngành công nghiệp chip trong đó nổi bật nhất là các nhân vật người Hoa. Người sáng lập TSMC, ông Trương Trung Mưu, từng là nhân vật số 3 tại TI sau khi thất bại trong cuộc tranh cử vị trí lãnh đạo cao nhất ông đã quyết định từ chức và trở về quê hương. Cha đẻ của ngành công nghiệp chip Trung Quốc, ông Trương Nhự Kinh, từng là một thành viên trong nhóm nghiên cứu của các kinh bi tại TI. Sau khi rời TI, ông lần lượt thành lập công ty CIMIC và Go Semiconductor. Công ty Goodix, chuyên sản xuất chip nhận dạng vân tay cho các hãng lớn như Huawei và Xiaomi, được dẫn dắt bởi Tổng Giám đốc Hồ Ngọc Hoa, người trước đây từng là phó chủ tịch của TI. Ngoài ra, còn có các công ty như Thái Hệ chuyên về MC Tùy Chỉnh, Songpa Semiconductor chuyên về chip tương tự và 3D Sensing Technology chuyên về cảm biến 3D. Tất cả các nhà sáng lập đều từng làm việc tại TI. Đây chính là câu chuyện về hai cây bổ công anh trong ngành công nghiệp chip. Tích sự in German và phê những hạt giống của họ đã lan tỏa khắp thế giới, tạo ra những sự sống mới với môn hình vạn trạng, có người gọi đó là đất. Có người gọi đó là gen, cũng có người gọi đó là số phận. Trước khi kết thúc video ngày hôm nay, bạn nào biết có ai là người Việt từng làm ở TI, hãy bình luận phía dưới để mọi người cùng biết nhé.